Đầu tiên cho cọc UTE tham gia không, bây giờ là phải dạy không được nhau vào đồ ăn không nhá. Nào, sai à? Không không không. Trời ơi, là còn thế nào còn không? À may quá cái này vẫn còn, tưởng là hết sạch chi ni rồi, mấy lọ đều hết rồi. Này hai lọ đã hết rồi. Giờ lấy trò không không sai sai nhá, không được đấy. Khi mà cho chúng nó ăn, muốn cho nó ngoan là phải quyết liệt, tuyệt đối không cho chúng nó chạm vào cái đồ ăn ăn vụng khi mà chưa cho, từ con bé cho đến con to, cái này phải rèn từ bé. Từ bé thì lớn lên nó mới ngoan được. Không, quyết không cho nó ăn. Không không này, nước lọc cho vào để cho nó đỡ gì thôi. À, bây giờ canxi tầm này thì chỉ có mỗi con cọc được ăn được. Chờ, chưa xong, chờ đấy. Hết rồi này, phải mua lượt mới rồi này. Đây này, đảo nước sấp sấp nước như thế này. Nano thì vứt luôn vào trong đồ ăn luôn. Rất là đơn giản. Để chăm con chó ăn ngoan, ăn khỏe và có bộ lông đẹp. Bộ lông đẹp là nó thể hiện cái sức khỏe của con chó nó tốt. Bộ lông đẹp và con chó nó nhanh nhẹn. Nào, bây giờ ra đây nào, mấy đứa không? Chưa. Không. Cú te là không. Không, sai nhá. Phần của cú te đây, cho ăn thì mới được ăn chứ không có vẩn. Thì là Messi. Messi ra đây. Siro. Ừ. Úi giời, ăn rồi tung rác ra. Đấy. Hôm nay là nhiệm vụ là còn phải nhiệm vụ của bữa ăn hôm nay là còn phải trông cho con cute này nó không có ăn tranh phần của con khác, bởi vì nó lần đầu nó ăn chung theo kiểu như thế này, phải rèn dần thì mới biết. Một là nếu mà nó hư nó ăn ấy là cái con chó to nó sẽ oanh. Còn phải ăn đây. Nó hư là con chó to nó sẽ phản, nó sẽ oanh, rèn dần. Quan trọng là để cho nó biết là lúc nào được ăn và nó biết được là phần của con nào con ấy ăn, nó không có cố ăn nhanh để nó cướp phần của con khác, và nó không có xô xát khi mà con chó nó lớn lên. Có được phép nhặt ở bên ngoài thôi, Messi kệ nó, nhặt ở bên ngoài được. Ăn làm rơi phải để cho nó nhặt. Đấy,
Mấy đứa lớn thì mỗi đứa là nào. Mấy đứa lớn thì em ăn hết rồi à. Xin chia cho em một ít. Là luôn luôn là ăn nhanh nhất, sót một hạt ăn hết phần rồi thì thôi hết rồi, đống này phải bỏ đi rồi, toàn vỏ đây, để đây là bị lẫn này, cứ tưởng là vẫn còn, cứ tưởng là vẫn còn đang còn nhiều chibi lắm, hóa ra cuối cùng là toàn vỏ đây, hết được không bỏ. Ăn hết phần của mình rồi thì thôi, đứa nào có phần của đứa đấy thôi, chứ không phải là cứ ăn nhanh mà được ăn thêm, ăn là nó chỉ có phần của nó thôi. Còn Messi lúc nào cũng là từ tốn nhất. Rồi Messi xích ra đây, Messi ăn bây giờ đây đấy, nó đỡ vướng bận, mấy cái đứa kia nhìn nó đỡ ồn ào. Siro xích ra kia. Siro có thích vào video thì Siro vào video đây. Messi ơi. Si. Pila. Phần của Pila đâu? Nó đang ăn dở nó chạy ra chứ có phải của Pila đâu, khi nào cho thì mới được ăn. Đang phần của Messi mà lại nhảy vào đấy mà ăn. Buộc đấy chứ không phải chuyện đùa đâu. Chờ con Messi nó ăn từ tốn quá. Chờ tí nào, xem nào, để tụt lại làm sao để tí ở tầm này được rồi, ở tầm này là ok rồi. Messi cũng sắp xong rồi, xong chưa? Đã xong nào, để anh gọi nào. Rơi có một hạt này rồi, ăn được rơi vậy, ok. Bát này ăn không cần phải rửa, sạch tinh luôn, không cần phải rửa bát. Nào ra đây nào, mấy đứa ra đây, ăn xong rồi ra đây, ra đây, ra đây, chào nhau một câu rồi. Nào Messi đây, đây Pila ngồi xuống. Messi ngồi xuống, ngồi xuống. Siro nhìn về đằng trước, con cọc ngồi xuống đây, cọc vào đây, ra đây, đứng thả đứng sững, chiều có cái Pila ngồi xuống, Pila ngồi, quay mông lại đây, quay đầu về đằng trước, kia mà trên kia mà, ngồi xuống. Ok. Xin chào tất cả mọi người. Rồi, ra uống nước đi. Ra uống nước thì ra uống nước non vệ sinh đây. Nào. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé.